Hello, chào anh em. Mình cũng tìm tòi mày mò nhiều cái sản phẩm mang hai cái tiêu chí. Thứ nhất là bền, bền nhưng mà cái giá cũng vừa phải, rồi chơi được nhiều cái nguồn nước. Ai cũng mơ được cái một cái con máy giống như vậy. Thì hôm nay đó em nó chính là Shimano SLX 151, hoàn toàn đáp ứng được cái tiêu chí như mình kể trên. Một triệu 950 ngàn à, mình được trang bị cái body hai gen luôn. Trên trang web của hãng giới thiệu con này được 10 year warranty, có nghĩa là 10 năm bảo hành, và shock water ready, sẵn sàng để chơi nước mặn luôn. Nói chung thì rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Máy có Girito là 7.2 và 8.2, market 5 kg, nặng 195 g, 3 ball bearing và trên 80 cm một dầu quấn. Dòng này thuộc là dòng moderate, có nghĩa là dòng trung bình. Trung bình. Thì mình xin giới thiệu đến em. Đây là con Shimano SLX 2018, cuối của những năm 2018. Mình cũng không thật hiểu gì sao với một con máy mà cái giá tiền quá ư là dễ chịu gì, mà trên trang web của Shimano khẳng định rằng là 10 year warranty, bảo hành 10 năm, và shock water ready, có nghĩa là sẵn sàng để chơi luôn nước mặn. Thấy không? Đó. Bề ngoài thì em nói sơn đen sùi không bóng. Các họa tiết là màu xanh nước biển. Ha. Bên hông có chữ SLX nước biển. Rất là nổi bật. Thì con máy này mình cũng cảm thấy nó đi chung với một cái cần Nobi hợp lệ ha. Và hoặc là con cây Shimano Bateria EV cũng rất là hợp lệ, rất là đẹp ha. Đây là Fortune Nguyên Thủy, mình mới vừa về. Sự trở lại của Fortune Nguyên Thủy này mang nhiều điều mới mẻ đến anh em. Giá không thay đổi 135 ngàn ha. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem cái Fortune Nguyên Thủy mới về này có những gì đặc biệt. Trong các cái con mồi lua cá lóc thì mồi hơi và mồi gỗ mang lại cho cần thủ nhiều cái trải nghiệm rất là thú vị. Bởi vì sao? Khi một cái con mồi hơi ở trên mặt đi lững tững trên mặt, nhái gỗ hoặc là một con nhái gỗ nhảy lóc cóc trên trên mặt nước, thì một cái cú táp bất ngờ của cá lóc nó tạo ra một cái sự hứng thú phấn khởi cho anh em cần thủ. Thì con Fortune Nguyên Thủy này
là một trong những con mồi đã rất là thành công năm 2018 ha, và đến nay 2019 thì sự trở lại của em nó có một cái sự cải tiến rất là lớn. Cái làn da nè cực kỳ mượt ha, đó, màu sắc thì gồm hai cái màu nâu và vàng. À, con mắt 3D lòi ra. Một cái điều quan trọng nữa đó chính là phốt tua nguyên thủy lần này trở lại, đó chính là hai cái thìa ngoài sau đuôi ha. Thì hai cái thìa này đó khi xuống nước quay á, nó sẽ chẹt ra thành chữ V và nó tạo nên một cái lực rất là lớn và âm thanh nghe rất là giòn ha. Mình cũng giới thiệu đến anh em, mong anh em ủng hộ cái sản phẩm của mình. Thì cái con này trong cái thời gian này thì em nó vẫn được mang một cái mã số để mà bốc thăm trúng thưởng đó. Đây là một cái tình cảm của mình muốn gửi đến khách hàng trong cái dịp năm 2019 này. Thì hiện giờ thì cái số nó đang đã là tới là 600 ba mấy rồi. Nó chỉ còn khoảng 300 mấy chục con nữa thôi ha. Là mình sẽ sau khi kết thúc cái đợt này thì kết quả sổ số của ngày hôm sau để mình chọn ra cái người may mắn của 2019. Thì cái giải thưởng này đó là một con Stella trị giá là 13.500.000 ha. Mong anh em ủng hộ. Con này có chiều dài là 4 cm và cân nặng là 9 g. Với một làn da mượt, mượt mà ha. Thiết kế hình nửa giọt nước. Thì cái con này nó sẽ đi rất là đẹp, rất là đi rất là đầm. Cùng với đó là hai cái thìa này sẽ tạo một action rất là mạnh để thu hút cá ha. Giá vẫn không thay đổi nha anh em, vẫn là 135.000.